em xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Linh, Cuộc Sống Linh Đình. Các bạn ơi, bữa nay thì một ngày cuối tuần em đi chùa nè các bạn. Thì sẵn đi chùa lại Phật, và em sẽ giới thiệu cho các bạn vòng vòng nơi cái cảnh chùa của Thái Lan. Em đi là chùa Thái Lan chứ không phải chùa Việt Nam. Bởi vì chùa Việt Nam ở xa lắm, thì ở đâu cũng có Phật, thì chùa nào cũng vậy hết các bạn. Mình có lòng mình đi lại Phật thì chùa nào cũng là chùa hết. Thì sẵn thì em muốn chia sẻ cho các bạn xung quanh cảnh chùa của Thái Lan ở Yên Lĩnh cho các bạn cùng xem. Các bạn biết không, mình đi không phải là tự nhiên là vào được, mình phải book quá các bạn. Và mình vô đây được có một tiếng thôi à, thì sẽ tranh thủ quay cho các bạn. Trước tiên thì em sẽ lại Phật trước. Em đang đứng là trước cửa chùa nè các bạn, thì em sẽ đi vô lại Phật trước, rồi sau đó em sẽ quay vòng vòng cảnh xung quanh chùa cho các bạn xem, là chùa Thái Lan ở Yên Lĩnh ha. Cho các bạn xem. Thì bây giờ em xin mời các bạn cùng em để mình đi vô lại Phật. Em đang đứng ngay trước cửa cổng chùa, bây giờ mình đi dài dài vô nha các bạn. Chùa này là chùa Thái Lan ở Yên Lĩnh, ở Wimbledon nè các bạn. Nơi đây thì có một cái chùa Thái Lan này. Các bạn thấy có một cái con đường để mình chạy xe đi vô. Bên trong cũng có cái chỗ đậu xe cho mình nữa. Chùa cây cảnh thiên nhiên trong lành trong đây lắm các bạn. Ngôi chùa đó vòng vòng đất rộng bao la luôn các bạn. Một cái con đường này là mình chạy xe mình có chỗ đậu luôn. Bây giờ mình bước lên cái thềm này là mình vô chùa đó các bạn. Cái chùa kiến trúc cũng đẹp ha, sơn màu trắng, rồi mấy cái khung cửa sổ thì sơn màu vàng. Xung quanh cảnh chùa chắc cỏ mới vừa lên đó các bạn, không có cho mình bước vô nên gào lại rồi. Có mấy cái ghế hay để Phật tử ngồi nghỉ mệt. Xung quanh các bạn thấy không, cây cảnh thiên nhiên à, không có cái gì mà mình thấy trồng những cái cây kiểng mà để chăm sóc ha. Có mấy cái chậu bông này mùa hè, chứ còn đi mùa đông á là không có cái gì luôn á các bạn. Cây thì chọc lóc luôn. Ở này thì mình đứng trước cửa cổng chùa nè các bạn. Bây giờ thì sẽ đi vào mình lại Phật nha. Thì em cũng mới vừa lại Phật đồ xong xuôi, em quay một ít ở trong đây cho các bạn xem. Rất là yên tĩnh ở trong đây luôn á các bạn, không có ai trong đây nhiều hết á. Các bạn thấy cũng đâu có giống những cái chùa Việt Nam của mình hả, trang trí đồ cũng khác đúng không các bạn. Cuối tuần mình rảnh thì đi lại Phật và vô đây mình cứ chắp tay mình ngồi yên tĩnh cũng thấy trong lòng thoải mái nữa các bạn ơi. Vào đây yên lặng ở trong đây lắm. Còn ở đây là mấy cuốn kinh á, thì ai muốn chọn cuốn nào thì chọn, thì muốn cho bao nhiêu tiền thì cho. Có cái thùng sát bên mấy cuốn sách nè các bạn. Thì mình muốn lấy một cuốn thì mình muốn cho bao nhiêu tiền thì cho. Ở đây á thì trồng bông hoa đồ nè, mùa hè rồi, trồng ít cái bông đồ lên cũng đẹp lắm. Trở lên cái chùa nữa nha các bạn. Nè, có mấy sư tử quá, cái này chắc sư tử quá. Đi ngắm cảnh xung quanh chút xíu. Vòng vòng sẵn em đi chùa thì em chia sẻ cho các bạn không ít vòng vòng cảnh chùa cho các bạn xem. Nắng quá trời luôn, con mắt em sụp mí luôn á các bạn. Nó cay mắt quá trời luôn. Em quên đem cái mắt kiếng á. Mình xuống đây dài dài mình coi cái gì ở dưới đây nữa.
chùa vắng lặng lắm các bạn ơi, bởi vì cho vô có 15 người vô được 1 tiếng mà mình ở được trong đây có 15 người trong đây hả các bạn, không có được đông. Ở đây có cái tượng Phật đó các bạn, vàng tươi à, đẹp quá trời luôn nè, đẹp quá ha. Bạn thấy cái tháp đó đó là cái chuông rất là to ở trong đó luôn á các bạn. Còn cái chỗ này á là có một cái bàn dài để đồ ăn ở trên cái bàn này cho các Phật tử lại Phật xong, ai muốn dùng thì dùng. Nhưng mà bữa nay thì không có đãi ăn các bạn. Còn ở ngoài đây á thì có một cái sân nè, mỗi khi mà có lễ lớn á thì dựng gạp lên. Bây giờ thì ngày bình thường á thì để chống lỏng nè. Xung quanh nó rất là rộng lớn luôn, nhưng mà ngôi chùa thì nhỏ lắm các bạn. Bên trong thì đủ để mình lạy Phật chứ không có rộng rãi. Nó các bạn nhìn ngôi chùa rất là gọn luôn. Các bạn cùng em để đi vòng hết cái chùa nha các bạn. Bây giờ thì mình đi vòng vòng cái chùa để mình tham quan nha. Cái này là bên hông chùa nè, thì cũng có cái bậc thềm đi lên giống như phía trước vậy á. Mình sẽ đi vòng hết cái chùa cho các bạn xem đầy đủ ở đây hết luôn. Có cái anh Tây cũng đi chùa nữa các bạn, hồi nãy em thấy ảnh ở trỏng á. Giờ lại Phật xong rồi ra đó ngồi. Bây giờ mình đi vòng hết cái chùa nha các bạn. Cái này là mình đi ra phía sau nè. Có mấy em ngỗng nữa, cái chị này đang cho nó ăn nè. Giờ mình đi vòng ra cái phía sau chùa, đi giáp hết cho các bạn xem luôn. Ở đây thì cái phía sau của cái chùa thì cũng có cái bậc thềm y hệt như ngoài phía trước nữa. Bốn bên nó giống y hệt luôn á các bạn. Này là cửa sau thì cũng có cửa nữa, nhưng mà mình không có đi vô được, chỉ đi cổng chánh thôi. Bốn cái bên á thì cổng nào cũng giống y hệt hết trơn luôn á. Bây giờ sẽ đi xuống ha, mình đi ra miếng vườn nha các bạn. Đi ra miếng vườn cho các bạn tham quan cái miếng vườn. Có một cây cầu đi xuống nè, nuôi mấy cái con ngỗng á thì cái nước nó đục quá trời luôn. Lúc trước em không có thấy ngỗng các bạn, sau bữa nay quá trời ngỗng luôn nên cái nước nó không có được sạch. Cây cầu đẹp quá trời luôn, giống mấy cái kiểu Nhật ha. Các bạn thấy không, rất là thiên nhiên ở trong đây luôn, những cái cây cảnh rất là đẹp luôn. Ở đây có cái tượng Phật nè các bạn. Các bạn đi ra cái miếng vườn ngoài đây á, thấy ấm áp lắm, xung quanh đâu cũng có Phật hết á. Chùa này là cái gì cũng để thiên nhiên hết trơn luôn, cây rất là to lớn và cái chùa này cũng lâu năm lắm rồi các bạn ơi.
rất là lâu luôn. Nếu các bạn nào mà biết cái chỗ mà Wimbledon á, chùa Thái Lan, thì các bạn nên đi chùa Lại Phật ở đây ha. Nếu mà mình ở xa cái chùa Việt Nam á, thì các bạn nào mà ở gần cái Wimbledon này thì đi chùa Thái Lan, bởi vì chùa thì ở đâu cũng có Phật mà, đúng không các bạn? Ở đâu gần tiện thì mình đi. Bởi vì đôi khi chùa Việt Nam xa quá trời xa luôn, mình không có tiện để đi được. Thì chùa nào thì cũng có Phật, thì mình cứ đi thôi. Ở đây là miếng vườn nè các bạn, miếng vườn của cái chùa. Cây quá trời ngoài đây luôn, xanh tươi luôn. Ở ngoài đây á, là Phật nhiều lắm các bạn ơi. Xung quanh các bạn đi ra đây là thấy an lành lắm. Chỗ nào cũng có Phật hết á. Thì các bạn đi vòng vòng với em xem những tượng Phật ở ngoài đây ha. Xung quanh ở đây á, là cái bãi đậu xe cho các Phật tử vào chùa nè các bạn. Hồi nãy giờ thì em cũng lại Phật xong và cũng chia sẻ cho các bạn xung quanh cảnh chùa. Bây giờ thì đúng một tiếng rồi các bạn, em phải đi ra về. Các bạn biết thì kế bên ở Wimbledon này á, cũng có cái công viên đẹp lắm. Để em có qua đó được không thì sẵn đi vậy. Rồi qua đó thì chia sẻ bên cái công viên cho các bạn xem luôn. Bây giờ thì em xin ngừng video nha. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.